Em, hôm nay công chúa Anna sẽ trở thành cô chủ bán cà phê. Wow, đây là tiệm cà phê của Anna đây, có đủ thứ hết luôn. Và có cả tách pha cà phê luôn. Và bên đây là những vị khách của chúng ta có búp bê Barbie thể thao và Kristoff. À, cô chủ ơi, cô chủ hãy bán cho tôi một ly cà phê nóng nha. Làm nhanh lên nha cô chủ. Tôi cũng vậy. Hãy làm cho tôi một ly cà phê nóng nha. Được rồi, cà phê của hai bạn sẽ có ngay. Các bạn vui lòng đợi trong vài phút nhé. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu pha cà phê đây. Đây là cà phê thật luôn. Rồi, mình cần có bột cà phê và nước nóng. Chúng ta sẽ cho một ít vào tách cà phê. Rồi, đây là cái phim pha cà phê đây các bạn ơi. Chắc các bạn đã biết rồi. Ok, chúng ta sẽ cho lên đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho nước nóng vào. Đây là một tách nước nóng đây. Cà phê ngon như thế này, chắc khách hàng của mình rất là thích đây. Chúng ta sẽ cần một số cái ly, một số cái tách. Một và hai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cà phê vào. Rồi đây là cà phê ngon của hai bạn đây, Kristoff và Barbie. Chị biết đỡ mới nghĩ ra một ý kiến các bạn ơi, hay là chúng ta sẽ biến cà phê này thành slam cà phê luôn. Đúng rồi các bạn ơi, chúng ta hãy thử làm xem sao. Rồi slam này ra sẽ có màu đen thui luôn. Rồi cà phê hồi nãy chị biết đỡ sẽ cho gói gom vào. Gói gom là bột dùng để làm bánh đó các bạn, hay là bột nở. Rồi, chị bí đỡ sẽ cho khoảng một muỗng thôi, một muỗng cà phê nhỏ như thế này. Chúng ta sẽ cho từ từ vào nha. Wow, không biết sẽ ra như thế nào đây. Rồi chúng ta được một cái màu đen nâu, màu nâu như thế này các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lọc ra. Rồi trong cái tách nước này chị bi đỡ sẽ cho borax, chúng ta sẽ cho nửa muỗng cà phê vào.
rồi, cà phê chúng ta đã xong và bò rác cũng đã xong. Bây giờ chị Bi Đỡ sẽ cho từ từ vào nha. Woohoo, nó đã bắt đầu vón cục đây rồi các bạn ơi. Nó đã kết dính rồi. Hay quá, chúng ta sẽ cho thêm nha. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh Good Morning Việt Nam để trở thành thành viên của Good Morning Việt Nam nhé. Rồi, vậy là chúng ta đã được một nồi súp slam cà phê. Rồi các bạn hãy tặng cho video này một cú like và giới thiệu cho các bạn khác cùng xem nhé. Rồi bây giờ chị Bi Đỡ mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Các bạn hãy nhấp vào những bức hình ở cuối video để xem những video khác nha.